Thân chào các em. Tuần trước thầy đã trao đổi với các em về điều kiện cần của chuỗi hội tụ. Hôm nay chúng ta sẽ qua một nội dung khác, đó là chuỗi số dương với tiêu chuẩn tích phân và tiêu chuẩn so sánh. Nhưng trước khi học tới chuỗi số dương với tiêu chuẩn tích phân và tiêu chuẩn so sánh, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại một số ví dụ về điều kiện cần của chuỗi hội tụ. Có nghĩa là qua cái điều kiện đó chúng ta biết chuỗi hội tụ hay không hội tụ. Đôi khi chúng ta có thể dùng điều kiện cần đó để kết luận chuỗi phân kỳ mà không cần phải dùng tiêu chuẩn nào khác cả. Mời các em theo dõi trên màn hình. Hôm trước chúng ta đã có cái định lý là điều kiện cần để chuỗi hội tụ là UN phải tiến về 0. Thì từ cái định lý đó chúng ta suy ra rằng nếu như liêm UN khi n tiến về cộng vô cực khác không thì chuỗi số của chúng ta là phân kỳ. Với cái hệ quả này chúng ta sẽ khảo sát sự phân kỳ của một số chuỗi mà không cần phải dùng tiêu chuẩn nào khác. Bây giờ mời các em xem tiếp những ví dụ minh họa cái hệ quả này. Ví dụ xét chính hội tụ của chuỗi này. Thì các em nhìn vào đây thì các em thấy rằng cái UN là bằng 2N cộng 1 chia cho N cộng 3 là tiến về 2, phải không nào? Do đó chuỗi này là phân kỳ bởi vì UN không tiến về 0. Thì chúng ta viết ra lại nè. Viết lại để các em theo dõi từ từ thôi. Đó. Ta có UN bằng 2N cộng 1 trên N cộng 3, tức là thay K bằng N ở đây đó. Thì các em không cần viết liêm gì cả. Các em nói là cái này không tiến về 0. Đó. Các em viết mũi tên rồi gạch ngang là không tiến về 0. Suy ra nó phân kỳ. Ở đây chúng ta viết từ từ và liêm UN bằng 2 khác không. Do đó suy ra chuỗi số 7 của chúng ta là một chuỗi phân kỳ. Chuỗi số 7 là một chuỗi phân kỳ. Đó là chúng ta dùng cái định lý về điều kiện cần đó. Và bây giờ chúng ta xét thêm một vài ví dụ nữa về cái định lý trên. Bây giờ chúng ta xét ví dụ là xét sự hội tụ của cái chuỗi số này, chuỗi số 8 này nè. Thì ở đây chúng ta có UN là bằng trừ 1 mũ N, phải không nào? Đó. UN là bằng trừ 1 mũ N. Bây giờ chúng ta thử lấy liêm UN đi nè. Thay vì lấy liêm UN, chúng ta lấy liêm trụ tuyệt đối của UN luôn. Đó nào. Liêm trụ tuyệt đối UN là bằng liêm của trụ tuyệt đối của trừ 1 mũ N. Trụ tuyệt đối của này là bằng 1. Liêm của một dãy là hằng số nó bằng 1 luôn, phải không nào? Và các em nhớ cho là chúng ta có một cái kết quả trong phần dãy số đó là gì? UN tiến về 0 khi và chỉ khi trụ tuyệt đối của nó tiến về 0. Và điều đó cũng tương đương với là UN không tiến về 0 khi và chỉ khi trụ tuyệt đối của nó không tiến về 0. Thì ở đây chúng ta có trụ tuyệt đối của UN không tiến về 0. Do đó chúng ta cũng sẽ suy ra được là UN không tiến về 0. Rồi các em theo dõi tiếp. Đó, chúng ta có liêm trụ tuyệt đối của UN bằng 1, tức là khác 0 rồi, tức là không tiến về 0. Nên suy ra liêm của UN cũng khác không, tức là có thể nó không tồn tại hoặc là nó bằng một số nào đó mà số đó phải khác không. Mà ở đây là chắc chắn nó không tồn tại rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết nó không tiến về không là được rồi, không cần phải xét rằng nó không tồn tại hay không tồn tại. Rồi từ đó chúng ta kết luận rằng chuỗi số 8 của chúng ta là phân kỳ. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của k bình phương. Nhìn vào đây thì các em thấy rằng UN là bằng N bình phương là tiến về cộng vô cực. Do đó chuỗi này phân kỳ, không nào? Ta có UN bằng N bình phương tiến về cộng vô cực, nghĩa là không tiến về 0. Ta suy ra phân kỳ, đúng không? Suy ra liêm UN bằng cộng vô cực, nghĩa là UN không tiến về 0. Chúng ta kết luận rằng chuỗi chính này là một chuỗi phân kỳ. Và chuỗi chính là một chuỗi phân kỳ. Đó. Để thì chúng ta dùng điều kiện cần đó các em. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa trước khi chúng ta qua chuỗi số dương, không nào? Ví dụ xét chuỗi số
sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của ơ mũ k nhân cho k mũ k bình phương chia cho k cộng 1 tức lũy thừa k bình phương. Bây giờ chúng ta hãy chứng minh rằng un không tiến về 0, từ đó suy ra chuỗi 10 này là một chuỗi phân kỳ. Bây giờ chúng ta viết un ra nè. Un là bằng thay k bằng n đó các em. Ơ mũ n, n mũ n bình phương chia cho n cộng 1 mũ n bình phương. Bây giờ cái n này chúng ta đem xuống dưới mẫu này, đó, viết chung vô đây là n cộng 1 chia cho n mũ n bình phương, còn ơ mũ n giữ nguyên. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta lấy căn của un đi thì chúng ta thấy ở trên là ơ, ở dưới là n cộng 1 cho nên n mũ n thôi, phải không nào? Bây giờ chúng ta xét cái giới hạn của n cộng 1 cho nên n mũ n thôi. Đó là một giới hạn quen thuộc mà các em đã từng học ở lớp 11, phải không nào? Chúng ta có cái dãy này là một dãy tăng nghiêm cấp và hội tụ về ơ. Điều này các em đã được học ở lớp 11. Và theo tính chất của dãy tăng nghiêm cấp đó thì chúng ta có nó cái này nè các em, Vn chẳng hạn luôn luôn nhỏ hơn ơ với mọi n. Các em nhớ cho rằng là một dãy tăng và hội tụ về A thì UN đó luôn luôn nhỏ bằng A với mọi N. Một dãy tăng nghiêm cấp và hội tụ về A thì UN đó nhỏ hẳn hơn A với mọi N. Thì chúng ta nhớ cái tính chất đó trong cái bài dãy số mà các em đã được học từ đầu năm rồi. Thôi nào. Rồi bây giờ chúng ta nhận xét rằng cái này sẽ nhỏ ơ nè các em, đó, cái này nhỏ ơ. Theo tính chất của dãy tăng nghiêm cấp, ta có n cộng 1 trên n, mũ n nhỏ hơn ơ với mọi n thuộc về n sao. Tức là n là số nguyên dương đó các em, đó. Bây giờ giả sử các em lũy thừa hai vế lên là n cộng 1 trên n, lũy thừa n bình phương nhỏ hơn ơ mũ n, phải không? Rồi sau đó các em lại chia xuống. Lũy thừa n lên rồi chia xuống. Các em có un của chúng ta là bằng ơ mũ n chia cho cái này nè các em, đó. Sau khi lũy thừa n hai vế thì nó lớn hơn 1 với mọi n thuộc về n sao. Ở đây các em thấy rằng un lớn hơn vn. Un lớn vn. Theo chính chất của dãy số thì nếu như u anh và v anh hội tụ thì liêm của u anh chắc chắn lớn bằng liêm của v anh, tức là do đó chúng ta ở đây chúng ta có là un hoặc không hội tụ hoặc hội tụ và có giới hạn lớn hơn hay bằng liêm của Vn là bằng 1 đó. Một đoạn số này các em đó. Vậy thì chúng ta suy ra rằng liêm của Un chắc chắn phải khác không? Nghĩa là Un hoặc không hội tụ hoặc hội tụ và có giới hạn lớn hơn hay bằng 1. Đó nào đó. Do chính chất của một dãy số mà các em biết đó. Un lớn hơn bằng Vn và liêm Un bằng M và liêm V anh bằng L thì chúng ta suy ra M lớn hơn hay bằng L. Đó, chúng ta có cái tính chất đó. Thì ở đây nếu U anh N hoặc liêm U anh N hoặc không tồn tại, hoặc tồn tại và phải lớn hơn hay bằng 1. Đó. Do đó chúng ta kết luận rằng U anh N không tiến về 0. U anh N không tiến về 0. Do đó chúng ta kết luận gì? Kết luận là cái chuỗi của chúng ta đã cho là phân kỳ. Chúng ta kết luận chuỗi chúng ta phân kỳ vì UN không tiến về 0. UN không tiến về 0. Và cái ví dụ này đã kết thúc cái phần điều kiện cần của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần mới, đó là chuỗi số dương. Chuỗi số dương và hai tiêu chuẩn đầu tiên và đơn giản nhất là tiêu chuẩn tích phân và tiêu chuẩn so sánh. Bây giờ chúng ta có định nghĩa chuỗi không âm này các em. Một chuỗi số thực đã cho như thế này với UK lớn bằng 0 với mọi K hoặc là với mọi K lớn bằng một số N lớn nào đó cũng được. Như các em đã biết đó, sự hội tụ hay phân kỳ của một dãy số không phụ thuộc khi chúng ta không thay đổi gì cả, khi chúng ta bỏ bớt đi một số hữu hạn, các số hạn đầu. Đối với chuỗi số thực cũng vậy, bản chất hội tụ hay phân kỳ của nó cũng không đổi khi chúng ta bỏ bớt đi một
số hữu hạn, cái số hàng đầu. Dĩ nhiên cái tổng của nó sẽ thay đổi, nhưng mà sự hội tụ hay phân kỳ của nó không thay đổi. Nếu như hội tụ thì tổng nó sẽ thay đổi, nhưng mà sự hội tụ hay phân kỳ của nó là không thay đổi nếu như chúng ta bỏ bớt đi một số hữu hạn, các số hàng đầu. Vì vậy định nghĩa chuỗi số không âm hoặc chuỗi số dương, chúng ta có thể định nghĩa điều đó đúng với mọi k lớn hơn bằng một số n lớn nào đó cũng được, chứ không cần với tất cả các k thôi nè. Mời các em theo dõi tiếp. Thì cái chuỗi với điều kiện là k uk lớn bằng không với mọi k lớn bằng n lớn nào đó, thì chúng ta có chuỗi một được gọi là chuỗi không âm, chuỗi không âm. Tương tự như vậy, với điều kiện mà uk lớn hơn không với mọi k lớn bằng n nào đó, thì chuỗi số thật của chúng ta được gọi là chuỗi số dương. Với uk lớn hơn không với mọi k, hoặc là với mọi k lớn bằng n lớn nào đó, thì cái chuỗi 1 của chúng ta được gọi là chuỗi số thực dương. Và trong phần này chúng ta chủ yếu là xét chuỗi không âm và chuỗi dương thôi trong phần này. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ chúng ta có tiêu chuẩn tích phân. Chúng ta cho F là một hàm không âm và F là hàm giảm liên tục với mọi x lớn hơn hay bằng k, nghĩa là F liên tục trên khoảng, trên đoạn k đến cộng vô cực đó các em, với k là một số nguyên thuộc về n. Khi đó chúng ta có chuỗi số này nè các em, sigma n bằng k đến cộng vô cùng của Fn, thì cùng bản chất với cái tích phân này nè các em, cùng bản chất với tích phân là tích phân từ k đến cộng vô cực của fx đi x. Cùng bản chất nghĩa là gì? Nghĩa là cái này và cái này cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Ở đây chúng ta chỉ phát biểu là chuỗi này hội tụ khi và chỉ khi tích phân này hội tụ. Thì điều đó cũng có nghĩa là chuỗi này phân kỳ khi và chỉ khi tích phân này phân kỳ đó. Mà cái tích phân này các em biết rồi phải không? Tích phân này các em biết rồi. Do đó thay vì khảo sát sự hội tụ của chuỗi sigma n bằng k đến cộng vô cực của fn, chúng ta khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng từ k đến cộng vô cực của fx dx. Rồi từ cái định lý này chúng ta sẽ có một số kết quả rất là cần thiết để xét sự hội tụ của rất nhiều chuỗi, không nào? Bây giờ mời các em xem tiếp. Ở đây chúng ta chứng minh một cách sơ lược cái định lý trên đó các em. Theo định lý giá trị trung bình của tích phân và hàm F là hàm giảm, thì chúng ta có nè. Thứ nhất là chúng ta có Fk cộng 1 nhỏ bằng Fk vì hàm F là hàm giảm. Và chúng ta biết rằng là gì? Hàm F là hàm giảm nên giữa C là một số nằm giữa K và K cộng 1. Theo định lý giá trị trung bình thì chúng ta có là tích phân từ K đến K cộng 1 Fx dx là bằng Fc nhân với K cộng 1 trừ K là 1. Chúng ta không biết ra đây này. Đây là theo định lý giá trị trung bình của tích phân. Theo định lý giá trị trung bình của tích phân. Bây giờ chúng ta lấy sigma K bằng 1 cho tới N trừ 1 đi các em. Chúng ta lấy sigma coi như 3 vế đó, K bằng 1 cho tới N trừ 1. K bằng 1 thì cái này là K cộng 1 là 2 này các em. Giống như ở đây là F, M bằng 2 cho tới N đó. Đó nào. K bằng 1 tới N trừ 1 thì K cộng 1 sẽ bằng từ 2 tới N đó. Chúng ta thay chữ K cộng 1 bằng M. Bây giờ chúng ta thay lại bằng chữ K trở lại đó. Thì chúng ta có vế trái là như vậy. Còn cái giữa này nè các em, lấy tích phân từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, từ 3 đến 4, vân vân cho đến là n trừ 1 cho đến n cộng lại, thì chúng ta có tích phân cái này là từ 1 đến n đó. Thế là lấy k chạy từ 1 đến n trừ 1 của cái này nè, thì bằng cái này nè các em đó. Thì bên này cũng vậy, chúng ta lấy từ k, lấy sigma k chạy từ 1 đến n trừ 1 của fk đó. Rồi bây giờ nhìn vào đây, chúng ta sẽ có
đều cần phải chứng minh không nào? Nghĩa là sao đâu? Bây giờ các em thấy là nếu như cái tích phân này hội tụ chẳng hạn, tích phân này hội tụ, thì các em suy ra gì? Suy ra cái dãy này nè các em, dãy SN nè, là bị chặn phải không? Đây là một dãy tăng, bởi vì cái này không âm mà, dãy tăng và bị chặn trên, do đó cái này hội tụ. Dãy tổng liên phần nó hội tụ, suy ra chuỗi này hội tụ. Tương tự như vậy, nếu tích phân này phân kỳ, tích phân này phân kỳ thì cái này nó là một dãy tăng, do đó tiến về cộng vô cực. Cái này nè các em, cái này không bị chặn, không bị chặn trên, cái này lớn hơn một dãy tiến về vô cực, do đó bản thân cái này cũng tiến về cộng vô cực, do đó suy ra cái này phân kỳ. Tương tự như vậy, nếu các em có cái chuỗi này hội tụ, chuỗi này hội tụ thì suy ra cái đây là một dãy tăng và bị chặn trên nên cái tích phân này hội tụ. Tương tự như vậy, các em thấy nếu như chuỗi này phân kỳ nè, chuỗi chúng ta phân kỳ nè, chuỗi chúng ta phân kỳ tức là dãy tổng liên phần này phân kỳ nè các em, thì cái này tiến về cộng vô cực. Cái dãy này lớn hơn một dãy tiến về cộng vô cực, do đó suy ra dãy này cũng tiến về cộng vô cực, nghĩa là tích phân này phân kỳ. Thì từ cái bất đẳng thức kép này chúng ta suy ra là cái chuỗi k bằng 1 tới cộng vô cực của chúng ta sẽ cùng bản chất với tích phân. Còn cái chuỗi là n bằng k tới vô cùng đó các em, của chúng ta với fn của chúng ta sẽ cùng bản chất với tích phân là từ k đến cộng vô cực của fx dx. Đó. Và từ đây để xét sự hội tụ của chuỗi sigma n bằng k tới vô cùng của fn, chúng ta xét sự hội tụ của tích phân từ k đến vô cùng của fx dx. Và chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ chúng ta xét sự hội tụ của cái chuỗi này nè các em. Sigma n bằng 2 tới cộng vô cực của 1 trên n nhân log n. Bây giờ để xét sự hội tụ của chuỗi này chúng ta xét tích phân gì? Xét tích phân là từ 2 cho đến cộng vô cực của fx với fx là bằng gì? 1 trên x nhân cho log x đó các em. Đó. Chúng ta xét hàm số fx bằng 1 trên x log x với x chạy từ 2 đến cộng vô cực. Và chúng ta lấy tích phân này đi các em, lấy tích phân này từ 2 đến cộng vô cực. Thì chúng ta hiển nhiên là f là hàm liên tục, hàm dương và hàm giảm rồi, chúng ta không cần nói cũng được. Thế nào? Với mọi x lớn bằng 2. Và bây giờ chúng ta lấy tích phân từ 2 cho đến cộng vô cực của dx trên x log x. Cái này là tích phân của fx dx đã kèm đó. Dx trên x chúng ta chính là vi phân của log x. Vi phân của log x. Chúng ta có du trên u là bằng log u. Cái này lấy từ 2 đến cộng vô cực nghĩa là gì? Nghĩa là bằng lim của log b khi b tiến về cộng vô cực trừ cho log của log 2. Và log của log b khi b tiến về cộng vô cực là bằng cộng vô cực. Bên cạnh một số hữu hạn thì vẫn là cộng vô cực. Từ đó chúng ta suy ra tích phân này là phân kỳ. Tích phân này phân kỳ, chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho chúng ta là phân kỳ. Không nào? Suy ra cái chuỗi này nè. N bằng 2 đến cộng vô cực của 1 chia cho n nhân log n là phân kỳ. Suy ra cái chuỗi này là một chuỗi phân kỳ. Rồi bây giờ mời các em theo dõi tiếp một ví dụ nữa. Bây giờ chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi số này. N bằng 2 tới cộng vô cực. Ở đây chúng ta xét N bằng 2 bởi vì N bằng 1 thì log nó bằng 0 đó các em. Mẫu số bằng 0 nó vô nghĩa. Do đó chúng ta xét từ N bằng 2 thôi. Tương tự như vậy chúng ta đi xét cái hàm số thế chữ n bằng chữ x đó các em, thế chữ n bằng chữ x, 1 trên x log x, log bình phương của log x thay cho n bằng chữ x với x chạy từ 2 đến cộng vô cực. Và hiển nhiên đây cũng là một hàm không âm
và giảm trên đoạn từ 2 đến cộng vô cực. Không nào? Tương tự như ví dụ trên, chúng ta lấy tích phân của hàm số này đi các em. Chúng ta xét tích phân của hàm số này nè, tích phân của f(x) dx đó với chạy từ 2 đến cộng vô cực, lấy x chạy từ 2 đến cộng vô cực đó. Tích phân từ 2 đến cộng vô cực của dx chia cho x log x nhân cho log bình phương của log x. Bây giờ các em thấy rằng là dx trên x log x này chính là vi phân của log x. Log u là gì? U phải là 1 trên u, tức là u phải là đạo hàm của log x là 1 trên x đó. Rồi chia cho u tức là chia cho log x này đó. Do đó là dx chia cho x log x tức là vi phân của log x. Còn cái này giữ nguyên này đó, log bình phương của log x giữ nguyên. Thì các em thấy rằng đây là cái dạng gì? Du chia cho u bình phương thì tích phân của nó, nguyên hàm của nó là gì? Một trong những nguyên hàm của nó là trừ 1 trên u. Rồi chúng ta lấy từ 2 đến cộng vô cực. Thay cộng vô cực vào thì chúng ta có là lim của log b, khi b tiến về cộng vô cực thì mẫu số tiến về vô cực nên cái này tiến về 0. Rồi thay trừ cho trừ là thành cộng, cộng với 1 trên log của log x thì x bằng 2 vô là chúng ta có 1 trên log của log 2. Vậy thì cái tích phân này hội tụ phải không? Suy ra cái tích phân của chúng ta là hội tụ. Tích phân của chúng ta hội tụ thì suy ra chuỗi đã cho là chuỗi này nè các em đó. Chuỗi chúng ta đã cho là hội tụ, chuỗi 4 là hội tụ. Thay vì xét sự hội tụ của chuỗi này, chúng ta đi xét sự hội tụ của tích phân này vậy đó. Các em để ý vậy đó. Coi như là Fn nè, cái này là Fx. Cái này là Fn, cái này là Fx dx. Đó, tích phân từ 2 đến cộng vô cực của fx dx. Rồi bây giờ chúng ta xét cái sự hội tụ của chuỗi điều hòa. Chuỗi này thì chúng ta dùng rất nhiều khi dùng tiêu chuẩn so sánh đó các em. Chúng ta xét cái chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của 1 chia cho k mũ alpha. Để xét cái chuỗi này thì chúng ta xét gì? Xét tích phân của gì? Dx chia cho x mũ alpha fx, tức là fx tức là 1 chia cho x mũ alpha, phải không? Tích phân của fx dx. Để tích phân từ 1 đến cộng vô cực đó các em đó. Ở đây chúng ta có un là 1 trên n mũ alpha. Ở trường hợp đây là chúng ta xét thừa thôi các em. Chúng ta chỉ cần nói rằng là cái này cùng bản chất với tích phân từ 1 đến cộng vô cực của 1 chia cho x mũ alpha dx vậy được rồi. Mà chúng ta biết là tích phân từ 1 đến cộng vô cực của 1 chia x mũ alpha dx hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn 1 và phân kỳ khi và chỉ khi alpha nhỏ bằng 1. Ở đây chúng ta xét là xét thừa thôi, nhưng mà chúng ta cũng nói thêm thôi. Nếu alpha nhỏ bằng 0 thì cái này khác không, hiển nhiên nó phân kỳ rồi các em đó. Bây giờ chúng ta chỉ xét alpha theo điều kiện cần của chuỗi hội tụ đó các em. Do đó cái này suy ra chuỗi này phân kỳ khi alpha nhỏ bằng 0. Nhưng ở đây chúng ta xét là thừa thôi, chúng ta không cần như vậy đâu. Nhưng mà kệ nó, chúng ta nói dư chút cũng được. Suy ra chuỗi 5 là phân kỳ khi alpha nhỏ bằng 0 phải không? Bây giờ chúng ta xét alpha dương nè. Nếu alpha dương á thì chúng ta xét cái hàm số này là hàm không âm và giảm. Bởi vì cái định lý chúng ta là xét hàm không âm và giảm đó mà. Do đó nên chúng ta phân biệt alpha nhỏ hơn hay bằng 0 và alpha lớn hơn 0 là vậy đó các em. Thế nào? Thật ra không cần cũng được. Chúng ta có cái hàm này không âm và giảm. Và hàm này liên tục trên đoạn từ 1 đến cộng vô cực. Thế nào? Từ 1 đến cộng vô cực. Bây giờ chúng ta xét cái tích phân. Tích phân này thì chúng ta biết rồi. Tích phân này thì hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn hơn 1. Và phân kỳ khi và chỉ khi alpha nhỏ bằng 1. Đó. Từ đó chúng ta suy ra chuỗi chúng ta sẽ hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn 1 phân nào. Nói chung ở đây chúng ta nói dài dòng nhưng thật ra chúng ta có thể có ngay kết quả tương đương liền.
Vậy chuỗi của chúng ta nè, chuỗi này sigma k bằng 1 đến cộng vô cực của 1 chia k mũ alpha hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn hơn 1. Hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn hơn 1. Và phân kỳ khi và chỉ khi alpha nhỏ hơn bằng 1. Phần trên các em có thể quên đi, các em chỉ nhớ này nè, nhớ cái chuỗi này, chuỗi số 5 này, hội tụ khi alpha lớn hơn 1 và phân kỳ nếu alpha nhỏ bằng 1 thôi. Khúc trên các em quên đi cũng được. Nhớ kết quả này để sử dụng. Các em có quyền dùng kết quả này trong các trường hợp mà xét sự hội tụ của những tích những chuỗi số khác bằng tiêu chuẩn so sánh. Các em có quyền dùng kết quả này. Tức là các em nhớ kết quả này để sử dụng. Cái chuỗi điều hòa tổng quát này nè, 1 chia cho k mũ alpha này nè, nó hội tụ nếu như alpha lớn 1 và phân kỳ nếu như alpha nhỏ bằng 1. Cái kết quả này là các em có quyền sử dụng, dùng nó để sử dụng trong tiêu chuẩn so sánh để xét sự hội tụ của những tích phân khác qua việc so sánh với cái chuỗi này. Kết quả này các em có quyền sử dụng. Cái ví dụ vừa rồi là kết thúc cái tiêu chuẩn tích phân của chúng ta. Bây giờ các em qua một tiêu chuẩn nữa, tiêu chuẩn mới của chuỗi số dương, và tức là của chuỗi không âm đó, chuỗi không âm và chuỗi số dương đó là tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn so sánh. Bây giờ chúng ta cho hai chuỗi sigma UK và sigma VK, chuỗi 6 và chuỗi 7 các em. Bây giờ chúng ta giả sử rằng chuỗi 6 và chuỗi 7 này thỏa điều kiện là hai chuỗi này không âm nữa các em, lớn hơn bằng 0 là không âm nè. Không nhỏ hơn hay bằng UK nhỏ bằng VK với mọi K lớn bằng K0 nào đó. Nghĩa là chúng ta có thể bỏ bớt một số hữu hạn, các số hạn đầu của nó đi, không xét tới cũng được đó. Thì khi đó các em để ý rằng nè, coi như cái này lớn hơn cái chuỗi 7 lớn chuỗi 6 phải không? Do đó nếu như cái chuỗi nhỏ hơn mà phân kỳ thì dẫn đến chuỗi lớn hơn phân kỳ, chuỗi lớn hơn hội tụ thì dẫn đến chuỗi nhỏ hơn hội tụ đó. Khi đó chúng ta có là nếu như chuỗi 7 hội tụ, tức là chuỗi lớn hơn hội tụ nè, thì chuỗi 6 hội tụ. Và ngược lại, điều đó nó tương đương với gì? Nếu chuỗi nhỏ hơn là chuỗi 6 nè, phân kỳ thì chuỗi 7 phân kỳ đó. Các em nhớ hai chuỗi không âm, cái chuỗi nhỏ hơn phân kỳ thì chuỗi lớn hơn phân kỳ, chuỗi lớn hơn hội tụ thì chuỗi nhỏ hơn hội tụ. Các em nhớ điều đó, nhớ cái ý chính là như vậy. Hai chuỗi không âm, chuỗi lớn hơn hội tụ thì suy ra chuỗi nhỏ hơn hội tụ, chuỗi nhỏ hơn phân kỳ thì suy ra cái chuỗi lớn hơn phân kỳ đó. Các em nhớ cái ý chính như vậy khi dùng tiêu chuẩn so sánh bằng bất đẳng thức. Sau này các em có một tiêu chuẩn so sánh bằng giới hạn thì nó mạnh hơn cái tiêu chuẩn này nhiều, nhưng mà trước mắt chúng ta dùng cái tiêu chuẩn này đi, không nào. Ví dụ chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của sin bình phương k chia cho k mũ 3. Thì cái này các em thấy rõ ràng là đây là chuỗi không âm nè các em. Và các em thấy rõ ràng nó nhỏ hơn cái chuỗi nào? Nhỏ hơn chuỗi là 1 trên k mũ 3 đúng không? Tại vì sin bình phương luôn luôn nhỏ bằng 1, sin bình phương của x nào đó luôn luôn nhỏ bằng 1. Chúng ta có là UK của chúng ta nè các em, UK là này này đó, luôn luôn lớn bằng 0 và nhỏ hơn, tại sin bình phương K luôn luôn nhỏ bằng 1 nè. Do đó cái này nhỏ hơn bằng 1 trên K mũ 3 với mọi K lớn bằng 1. Mà cái chuỗi này nè các em, sigma K bằng 1 tới vô cực của 1 trên K mũ 3 là gì các em? Hội tụ phải không? Do đó suy ra chuỗi 8 của chúng ta là hội tụ. Mà cái chuỗi này hội tụ sigma k bằng 1 đến cộng vô cực của 1 trên k mũ 3 là hội tụ. Cái này hội tụ là do hồi nãy chúng ta xét là chuỗi 1 trên k mũ alpha đó, alpha lớn 1 là hội tụ các em, alpha nhỏ 1, nhỏ hay bằng 1 là phân kỳ đó. Ở đây alpha bằng 3 lớn 1 nên hội tụ. Nên suy ra chuỗi đã cho là chuỗi này hội tụ. Suy ra chuỗi này hội tụ. Tức là chúng ta
Nhìn vô chúng ta thấy liền rồi các em. Ở đây chúng ta làm cho vài vòng thôi, ta thấy cái này nhỏ hay bằng 1 trên k mũ 3, cái chuỗi này không âm, nhỏ bằng một chuỗi hội tụ. Thì suy nó hội tụ, nhìn vô thấy liền không? Ở đây chúng ta làm từ từ để các em hiểu thôi. Bây giờ chúng ta qua một cái tiêu chuẩn so sánh mà dùng giới hạn. Tiêu chuẩn này mạnh hơn tiêu chuẩn vừa rồi rất là nhiều. Ví dụ cho chuỗi sigma UK, chúng ta đặt là chuỗi 6, và sigma VK giống như nãy đó các em. Nhưng lần này chúng ta xét đây là hai chuỗi dương, vừa rồi là hai chuỗi không âm, bây giờ là hai chuỗi dương, phải không? Thỏa điều kiện là UKVK dương với mọi k lớn bằng k0 nào đó, không? Tức là hai chuỗi dương, đây là hai chuỗi dương. Và giả sử ta có lim của UN chia VN khi n tiến về cộng vô cực bằng một cái k lớn nào đó, bằng k lớn nào đó. Thì chúng ta thấy hai cái này dương rồi, thì do đó k này hoặc phải lớn bằng 0 rồi đó các em, phải không? Số k chúng ta luôn luôn lớn bằng 0 đó. Bởi vì hai này chia nhau là vẫn là dương. Giới hạn của một dãy dương thì phải lớn bằng 0 nếu có, đâu nè. Đó. Nếu như chúng ta có lim của UN chia VN bằng k thì chúng ta có các trường hợp sau đây các em. Bây giờ chúng ta viết lại cái này ở trang kế tiếp. Chúng ta viết lại hai cái chuỗi để chúng ta dễ nhìn, và viết lại cái giới hạn lim UN chia VN bằng k. Bây giờ các em để ý nè, nếu như k bằng 0 đi các em, k bằng 0 thì sao nào? Khi nào cái này bằng 0? Tức là cái mẫu số nó mạnh hơn cái tử số, đúng không? Mẫu số mạnh hơn tử số thì nó mới làm cho cái phân số này tiến về 0. Tức là VN mạnh hơn UN. Theo tiêu chuẩn so sánh hồi nãy thì các em thấy sao nào? Mẫu mạnh hơn tử số thì nếu như cái mẫu số này nè, chuỗi lớn hơn này là hội tụ á. Chuỗi 7 là chuỗi lớn hơn hội tụ, thì suy ra cái chuỗi nhỏ hơn là chuỗi số 6 này cũng hội tụ, không nào? Chuỗi 6 hội tụ. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta không ghi ra, nhưng các em nghĩ là nếu k bằng 0 và cái chuỗi mạnh hơn, cái chuỗi yếu hơn này nè các em, chuỗi 6 này phân kỳ thì sao? Thì suy ra chuỗi 7 phân kỳ, phải không? Tại vì cái một y này nó hàm chứa hai điều. Nếu 7 hội tụ thì 6 hội tụ. Và ngược lại, nếu 6 phân kỳ thì 7 phân kỳ. Đó. Cái một y này nó có hàm chứa hai điều. Một điều như là đã ghi ra, một điều chúng ta hiểu ngầm. Đó, nếu k bằng 0 đó các em. Bây giờ nếu k lớn hơn 0 mà nhỏ hơn cộng vô cực, tức là k là một số hữu hạn và một số dương hữu hạn, phải không nào? Thì lúc đó chúng ta có chuỗi 6 và chuỗi 7 là hai chuỗi có cùng bản chất. Cùng bản chất nghĩa là gì? Cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Đó, nếu k là một số hữu hạn dương thì chúng ta có chuỗi 6 và chuỗi 7 là cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Tức là nói tóm lại là cùng bản chất đó các em, cùng bản chất. Nghĩa là cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Rồi còn một trường hợp nữa là k bằng cộng vô cực nè các em. Các em nghĩ rằng khi k bằng cộng vô cực thì cái nào mạnh hơn cái nào các em? K bằng cộng vô cực thì cái tử số này nó mạnh hơn cái mẫu số này, cái chuỗi UN nó mạnh hơn cái chuỗi VN nè. Cái dãy UN này mạnh hơn VN nè các em. UN mạnh hơn thì sao? Nghĩa là cái chuỗi này nó lớn hơn cái chuỗi này, phải không? Do đó nếu như cái chuỗi lớn hơn hội tụ là chuỗi 6 hội tụ đó các em, thì dẫn đến chuỗi 7 hội tụ. Và ngược lại, cái chuỗi nhỏ hơn là chuỗi 7 nè, mà phân kỳ thì dẫn đến chuỗi 6 phân kỳ. Đó. Nếu như khi k bằng cộng vô cực, nếu như chuỗi 6 hội tụ thì chuỗi 7 hội tụ. Và điều này cũng tương đương với một điều là gì? Khi k bằng cộng vô cực, nếu chuỗi 7 phân kỳ thì suy ra chuỗi 6 phân kỳ. Đó. Tại vì một cái điều này nó chứa thêm một điều tương đương nữa đó các em. Tương đương nữa là ở đây là gì? K bằng 0, nếu chuỗi 6 phân kỳ thì chuỗi 7 phân kỳ. Ở đây k bằng cộng vô cực, chuỗi 6 hội tụ thì 7 hội tụ. Và k bằng cộng vô cực, nếu chuỗi 7 phân kỳ thì chuỗi 6 phân kỳ. Các em nhìn vào đây này, các em để ý là k bằng 0 á thì cái mẫu mạnh hơn cái tử, k bằng vô cực thì cái tử mạnh hơn cái mẫu. Các em dựa vào cái tiêu chuẩn so sánh bằng bất đẳng thức phía trước á để các em kết luận, các em có nhớ những cái kết luận ở đây không nào? Rồi bây giờ chúng ta
xét những ví dụ cụ thể để minh họa cái định lý vừa rồi nha các em. Là sẽ xét những ví dụ cụ thể. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 đến cộng vô cực của log 1 cộng 1 trên k. Với cái chuỗi này các anh nhìn vào thì các anh thấy rằng nó tương đương với gì các em? Log 1 cộng x khi x tiến về 0 thì tương đương với x phải không nào? Do đó cái này là tương đương với gì? Tương đương với 1 trên k thôi phải không nào? Ta có un bằng log của 1 cộng 1 trên n thì tương đương với vn là 1 trên n. Các em để ý là un và vn tương đương với nhau khi nào? Khi lim của u anh chia v anh bằng 1 đó các em. Đó gọi là hai dãy tương đương. Sau này hai hàm tương đương cũng vậy. Lim của u anh chia v anh bằng 1. Lim của u anh chia v anh là khi n tiến về cộng vô cực đó các em. Do đó hai cái dãy này nè các em tương đương với nhau khi n tiến về cộng vô cực đó. Do đó cái này và cái này là cùng bản chất phải không? Cái này cùng bản chất, do đó suy ra mà sigma của 1 trên n ở đây alpha bằng 1 đó các em. Phân kỳ nên cái này phân kỳ. Ở đây chúng ta biết dài dòng thôi nhưng mà nhìn vô chúng ta biết chuỗi chính là phân kỳ rồi đó các em. Thôi nào. Vn chúng ta viết lại đó các em, vn viết lại đó. Rồi chúng ta có lim của u anh chia vn là bằng 1. Thật ra chúng ta viết cái này là thừa thôi. Chúng ta biết nó tương đương nhau là lim của nó chia nhau bằng 1 rồi, chúng ta viết thừa thôi. Do đó chuỗi u anh và chuỗi v anh là cùng bản chất, mà chúng ta biết rằng sigma của 1 trên k với k bằng 1 tới vô cực là phân kỳ. Do đó suy ra chuỗi chính của chúng ta là phân kỳ thế nào. Chúng ta có chuỗi sigma k bằng 1 với cộng vô cực của 1 trên k là phân kỳ. Do đó chuỗi đã cho chúng ta là k bằng 1 đến cộng vô cực log 1 cộng 1 trên k là phân kỳ không nào. Do đó chuỗi chúng ta là phân kỳ. Bây giờ chúng ta xét thêm một những ví dụ khác nữa nè các em về cái tiêu chuẩn so sánh bằng giới hạn này. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi sigma 1 trên k có sin 1 trên căn k. Cái chuỗi này nè các em thì các em thấy là 1 trên k thì tương đương 1 trên k để nguyên nè. Sin 1 trên căn k thì tương đương với 1 trên căn k. Bởi vì sin x thì tương đương với x khi x tiến về 0 đúng không các em? Bởi vì lim của sin x chỉ x khi x tiến về 0 bằng 1. Cho nên cái này thì tương đương với 1 trên căn k. Do đó chúng ta có un thì tương đương với gì? Tương đương với 1 trên n mũ 1 nhân với n mũ 1 2 là n mũ 3 phần 2 đó các em. Đó. Nó tương đương với cái 1 trên n mũ 3 phần 2 nè. Ở đây chúng ta viết là hơi thừa cái này nè các em đó. Lim của u anh chia v anh bằng 1 thêm các em đó. Đơn giản đi rồi chia ra bằng 1. Do đó cái này nè, nó tương đương với sigma của 1 trên k mũ 3 phần 2. Do đó cái này là gì? Hội tụ phải không? Hội tụ. Cái này là hội tụ. Nhìn vô chúng ta thấy hội tụ rồi. Đó, chuỗi này hội tụ nè các em. Với alpha bằng 3 phần 2 là lớn hơn 1 hội tụ. Do đó chúng ta suy ra chuỗi đã cho chúng ta là sigma k bằng 1. 1 trên k sin của 1 trên k là hội tụ, cũng là chuỗi hội tụ. Chúng ta tạm dừng lại ở đây đi các em. Rồi hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Thân chào các em và chúc các em vui vẻ.